cháu vào đây chuyện gì cháu? Nhưng mà cũng đề phòng nó mày ơi, ớ nó lắm. Dạ. Vy mến chào tất cả cô chú anh chị đã vào xem video của Vy nhé. Thì anh Vy qua đây buổi trưa là gấp để anh Vy hỏi thăm sức khỏe của ông bạn nhé. Hồi sáng anh Vy ghé đây thì có một cái ông tên chú tên Hường. Lúc trước thì ông bạn có nhắc nhiều lần rồi á, nhiều lần đe dọa và lại đòi đánh ông bảy. Thì cái này thì đòi thôi, mình đe dọa thôi chứ có chắc chắn là đánh. Nên là nhiều cô chú anh chị nói là báo chính quyền công an này kia chưa được đâu. Tại vì á thì người ta nói ra thôi, thì Vy cũng không nghe được cái chú Hường có nói hay không, mà nghe phong thanh là ông bảy nói vậy thôi. Nếu mà Vy mà chắc chắn là nghe được chú Hường là dọa hoặc là đánh đòi đánh đòi gì của ông bảy á, là Vy sẽ dùng clip này Vy sẽ lên chính quyền công an gần nhất, Vy sẽ báo trình báo. Nhưng đợt này thì mình không có bằng chứng, được nghe ông bảy nói là đe dọa và đòi đánh thôi, nhưng mà chắc chắn phải hay không thì tôi không biết nha. Đấy. Cái chuối này thì nhiều cô chú anh chị nói là trồng không được đây nè, mà tầm nhìn che cái nhà thì cô chú anh chị hãy thấy nè, ở hầm đây thì nước mưa đọng lại á, nếu mình không trồng chuối ở đây á thì mình trồng ở trên này là chắc chắn là không sống được. Ở đây với cách nhà rất là xa cô chú anh chị nhé. Đó thì nếu mà mình trồng ở trên này chắc chắn là sẽ không có sống được. Tôi sẽ xem chú Hường có đi chưa. À con chào ông Bảy. Dạ con qua đây hỏi thăm Bảy sức khỏe của ông Bảy nè. Đây con có mang cái dòng má cho ông Bảy uống. Nước mía cho con. Ông Bảy thích uống nước mía hay dòng má đây? Dòng má. À bạn con cho má cho mát nha. Trời ơi. Trời à, mưa ở nhà con mưa quá trời mà. Suốt nay không có mưa đây nè, sao? Không có mưa. Đây nè, mưa ướt quần này. Đấy. Ướt quần luôn, mặc áo mưa á. Mà lên chỗ ông bạn không có mưa. Ở này không có mưa rách gì chứ. Ông bạn ăn cơm nước gì chưa? Ăn rồi. Ăn cơm cái gì ạ? Thì thịt. Ông bảy đi chợ mua thịt hay ai cho? Mua thịt. Ý là quên. Hồi nãy Tám nó cho hộp cơm nữa. Quên. Ăn Tám hả? Ăn cơm của ông Tám. Dạ, cô Tám bắt thịt heo à? Ừ. Cô tới đây lâu chưa? Đâu có, nó không có tới. Mà nó gửi em dâu của nó đó. Dạ. Ghé đây cho. Dạ. Em dâu của nó. Dạ. Gã ăn cơm hộp của nó chứ không có ăn cơm nấu. Bây giờ chiều phải ăn cơm nấu. Chứ tao để bỏ hư tao uổng. Hồi sáng con đi á. Về hút đi. Uống xong nói. Hồi sáng con đi á là chú Hường đi luôn hay sao? Hồi nó mới đi. Kệ nó con ơi. Dạ. Đừng có nói động gì tới nó. Không, con nói, con có nói đâu. Nói gì? Hồi tới nó đâu? Mới đi. Dạ. Nó nhậu cà nhè, cà nhẹt thì nó nhậu còn hơn Hải nữa. Dạ. Nhậu dữ nó. Dạ. Còn Hải lúc này khỏe rồi, về dưới khỏe rồi. Dạ. Vậy cũng lo lắm. Vậy, cũng... vậy người này cho người kia cho nó có cả chục triệu rồi đó. Dạ. Cũng đỡ đi mổ bú á ông mày à. Ờ vậy đấy. Mổ bú á mổ thì toan. Bú bự lắm rồi. Phải rồi. Bây giờ nó mổ bú hay lắm. Nó mổ sao là lành y nguyên mà. Không có thẹo dít vậy đó. Hay bây giờ là có tiền thôi mà. Chứ không có tiền là chết á. Mà đều phải tốn tiền à. Dạ. Tốn tiền dữ lắm. Dạ. Mấy người có bú cổ á. Dạ. Có bú cổ thở không được. Dạ. Cái có lúc mà cái gặp cái chương trình mà nó đi mổ bú từ thiện đó, nó mổ họ lành chơi vậy. Dạ. Không có thẹo dứt hay quá trời. Dạ. Bây giờ hiện đại quá. Dạ. Bây giờ hiện đại lắm mày. Mà tao đâu có kêu nó đi.
nhiều, có con đăng video lên đó thì có hai lượt có chú anh chị, thì một phần nửa phần thì nói con là đi báo công an, một phần thì nói con là nói nhỏ nhẹ lại cho cháu Hường hiểu. Thì con hồi sáng con nói nhỏ nhẹ, sáng con có biếu 50.000 luôn, con biếu 50.000 với vợ con này rồi, đi uống cà phê đi với là ăn sáng đi, có gì thì bỏ qua cho ông Bảy gì đó thôi, chứ mình nhỏ nhẹ người ta thôi, kể đây nhỏ quá mạng Bảy rồi. Dạ mình, rồi có một phần thì nói là kêu báo công an, nhưng mà con không có cái clip mà chú Hường đe dọa ông Bảy đó, cho con Bảy kể thôi chứ con không có chắc chắn là có hay không. Mà nếu mà có chú Hường mà đe dọa ông Bảy trên clip ấy, hoặc là ở đâu á, thì con bắt được á, thì con sẽ đi trình báo dùm cho ông Bảy. Đằng này thì không có chứng cứ mà, cho nên thì mình cứ nhỏ nhẹ với nhau ha. Chưa có gì xảy ra rồi. Dạ. thôi coi như đúng ấy, nhưng dạ. Mà cũng đề phòng nó mày ơi. Dạ. Dạ con cũng biết, nhưng mà con nói cho ông Bảy nghe nè, vào 5 giờ tối 6 giờ 5 giờ đó ông Bảy vào nhà trước luôn đi. Cái con dao con gì mình ở trong này mình đem vô hết nhé. Đi hết đi, còn đi ngoài chứ con giờ đó con không vô đâu, con hề con vô hai buổi trưa với lào giờ này thôi à. Rồi đó, theo sáng con có nói chú Hường không quay, con nói rồi, con nói là có gì thì giải quyết nhau ngoài đây chứ đừng có cái hung dọa thì gì tí à đó. Thì mình nói nhỏ nhẹ thôi, nhóm chú Hường qua đây cứ bằng tiếp bình thường ha, nhưng mà ông Bảy cứ cẩn thận đề phòng ha, trong phòng mình đóng cửa lại đừng nói chuyện nhiều quá. Cái vụ mà trồng chuối ở trước bên kia kìa, thì cô chú anh chị là comment rất là nhiều, nói là trồng vậy không được, nó là che nhà. Đâu có cái miếng đất dư ở ngoài lộ nó trồng phải hơn chứ, ngay đó ngay cục đá bự đâu có xài gì đâu. Còn trồng trong này nó gặp dừa nó ốm dữ lắm, dừa ốm rồi nữa đâu có trái chăng gì. Nếu mà coi đó, ở trên này cũng xa, có trốn chị nè, nhà căn nhà nằm đây mà đó, rất là xa. Dạ, đó cái đất quan ở gần. Dạ. Khác đường chỗ đó thì nước hầm động lại á ha, mới xong trồng được. Cái đó nửa nó mưa, có mưa lớn rồi bữa đầy nhóc cái đường mưa nữa trơn à. Chỗ có một phần cũng comment á, là có trốn chị comment là mai mốt chuối mà có trái là còn cái nhiệt, ý là chuối có trái người ta hái hết á. Trời ơi, thì trồng đại chứ mà làm sao mà giữ được. Cô bác người ta ăn buồn nửa buồn thôi chứ đâu có ăn ai hết đâu. Vậy chứ đồ trồng ở gãy, trồng gãy làm sao không mất được. Dạ. Thôi chứ người ta cũng phải mất chút đỉnh gãy cũng như dừa đây. Dạ. Thời gian đây mà nó chịu có trái tối người ta chặt buồn, lâu lâu người ta chặt buồn thôi chứ ai mà nhẫn tâm người ta chặt hoài đó. Dạ. Thứ đồ trong vườn trong rẫy là phải mất hả, chứ. Dạ. Đừng nói là giữ được. Dạ. Không lẽ mình đem mùng ra mình văng về rẫy mà rồi ngủ sao. Dạ. Trời ơi, nói kiểu chết rồi. Ở cà phê rồi dùng cà phê rồi còn mất cà phê nữa. Ta là làm gãy làm đồ không có sao rồi tránh hỏi cho, nhưng mà nhiều khi ấy rồi mà bị người ta cũng bắt được, chứ hơn nữa người ta ăn cắp trong đồ đó coi, chứ người ta cũng hồi hộp lắm chứ, phạm hồi nó mới đi. Hay à, tại con đi. Tại con cho tiền á. Mày cho nó mặt nó thấy sợ mày ơi, bay sợ làm gì, biết giờ mày sợ. Thôi kệ, mất mà sợ ông Bảy. Mày cho vậy mà kệ cho nó đi chứ bộ. Dạ cho con, tại con có tiền á, con tiền có cho 200-300 luôn, đi vô sù luôn. Bà vậy chứ mày cho 50 nó uống rượu không à, nó không có ăn cái gì chứ. Để đi. Bà cho là được rồi. Nó như hả vậy. Dạ. Chứ không phải mình cho vậy. Sáng mà thấy mùi rượu ghê luôn à, chú Phường này. Nó sát dài rượu đó, không thấy. Ôi. Thịt cũng nói luôn à. Hà còn thứ hai nữa nè, ông Bảy qua đây nè, con chị nè. Mạnh Thằng Quân cũng có phí nè. Gì
cái nào mà Mạnh Thường Quân góp ý ông bậy sửa được thì sửa nha, không sửa được thì thôi tùy bậy thôi. Cái vụ chuối đó là ông bậy quyết định đề đó đúng không? Để đó chứ. Dạ. Nó khỏi rồi chứ miếng dạ. Đất nó thừa dư rồi trồng vụ chuối này kia dạ. Ấy thì chứ. Dạ. Không mà còn trong này đồ bí đồ không chứ hơn nữa dừa rồi nó lớn nữa. À, quan trọng là quan trọng cây dừa đó. Dạ. Đó, rồi cái chuối rồi ăn tạm thời thôi, thời gian nó cũng cỏi rồi. Dạ. Còn dừa người ta ăn mấy chục năm nữa mà. Dạ. Trồng trong này cái nó ốm cây dừa. Dạ. Nó lớn không nổi. Dạ. Lớn cây dừa lớn không nổi. Thôi trồng à. Vậy đó, cảnh vật nó mới đẹp. Dạ. Mình trồng đâu ra đó nó mới đẹp. Còn trồng nó tùm lum hết trơn. Cái này á thì Mạnh Thường Quân nói là một cây này có thể dời đi được không nè. Mạnh Thường Quân nói là một cây chùa này có thể dời qua kia nào được không? Trời ơi, cái dời sao được? Nó ngay hàng thẳng lối đất mà của người ta, đất mà ngay hàng thẳng lối. Ngay hàng đúng không? Ừ. Anh bà trời trồng ngay hàng đúng không nè? Phải ngay hàng. Dạ, đúng rồi. Đó, ngay hàng có chốt về thang. Ngay hàng luôn. Nó thấy ngay hàng hả? Dạ. Từ đất ở đây trồng lập vườn, phải trồng ngay hàng thẳng lối chứ. Giờ cây dừa ra đó lần sau được. Dạ tuyển mẹ thôi thì à, ừ. Cô chú anh chị góp ý thì con nói mẹ vậy thôi. Ừ thì nói vậy thì dạ. Tao cũng góp ý trở lại rằng cho hiểu. Dạ. Dùm cho tao chứ. Dạ. Lập vườn phải thẳng lối, còn dạ. Miếng đất ở dư không phải trồng chuối phải hơn. Ăn thời gian luôn chặt bỏ. À thẳng luôn nè. Hả? Thẳng luôn đó thì nói cho cô chú hiểu đó thẳng nè. Ừ thẳng nè. Dạ. Lập vườn phải thẳng. Tao phát có bữa nào giúp được cái Mạnh Thường Quân mà giúp được cái tuổi già cho tao rất cảm ơn quá trời. Phát làm sao cái đường gầy ra lửa luôn một mớ sát banh luôn phát đậm à. Ừ ngày mai luôn. con đây con làm đi. Trời ơi thôi mày ơi thôi mày phát là tội nghiệp không mày mai rồi. Là con kêu hai người nữa. Ờ có vậy đó. Dạ con kêu hai người nữa. Được rồi cảm ơn quá trời. Không sao đâu bị gì mà tao quá yếu rồi tao phát không được. Dạ mai con sợ kêu hai người gít nè. Dạ sợ gắm gít phát cây nè tao nói trước ha. Dạ lặng khỏi nói với mày lần nữa phát cây nào bự đó tao có cây cưa. Dạ rồi cái cưa cho thẳng cách thấp kế ganh được sát mé được gầy xe lửa đó. Mai ông bậy phụ con nha. Hả? Mai ông bậy phụ con. Ờ. Mai ông bậy phụ con là phụ con nha. Thì con phát cho ông bậy cưa lấy củi nha. Ờ. Thì mình vừa phát mình lấy củi chứ mình bỏ củi uống sao? Ờ lấy là gì cây nào bự quá. Bắt đầu là sáng mai làm á. Cây nào ấy cái phát mà bỏ vô đường gầy xe lửa đó. Dạ. Ờ sát mé được gầy xe lửa. Mai mà con thuê hai người. Đặng mình làm hàng rào luôn phải có giúp được phát tới mé đường gầy xe lửa đó. Dạ. Rồi cái cây nào bự đó cái tấp vô mé đường gầy xe lửa đó. Dạ. Đặng cũng như mình làm cái hàng rào đừng cho ai đi lên đường gầy xe lửa rủ có gì mà tội nghiệp ra. Dạ. Ông bà cũng nói chắc là đóng có tốn chạy nè. Thật này. Thật đây không bà ha. Đây phải không? Phát đây hả? Phát cái sông này nổi không? Phát cặp theo đường gầy xe lửa. Cặp nè. Dạ. Sao mình không có phát cái rậm này trước đó vậy? Ờ cái rậm. Bây giờ mình cái lo cái rậm trước. Cái rậm này hồi đó tao phát rồi chứ. Bây giờ vậy. Dây nó leo rồi u sù quá chứ tao phát. Thì bây giờ nha, chỗ này thì tạm thời từ từ để con lấy cái dừa nào to to đó. Thì ngày mai là con đầu con phát đây trước nè. Thì phải rồi, phắn cái đầu đẳng tao phát chống trơn rồi, tao bằng chống trơn rồi. Dạ, thì bây giờ thì ngày mai bắt đầu con phát đây lên nha. Thì rảnh thì con phát đây luôn nè. Dạ nha. Cái đó có cây cưa, cái tao đưa cây cưa đó. Cưa cưa phải cưa mấy chứ ông mày cái bộ già bá nó cưa ông mày sao được. Con có cây cưa chút rồi nè. Thì cái nào làm thì làm mai. Để chặt mà ngựa nhưng mà mệt lắm. Mai con thuê hai nhân công qua đây. Dạ. Làm dạ. Ủa, ở mày. Đây có nấu ăn. Dạ. Không thì có về nó nấu có ăn cơm nhà cũng được mà gì đâu mà có nấu ở đây ăn cũng được đây không mà phát cỏ nhẹ tẻ bị kỳ rồi tao phát rồi hết rồi. Dạ bây giờ tao già tay chân bủng rủng quá tao làm không thấy rồi ông bậy phát mà rắn nó chạy xuống chạy lên chạy ra ông bậy sao chạy kịp. Ừ
Trời ơi, thì phát đại chứ biết ở đâu có gắn có không. Thôi để thanh niên con mầm thôi, mà bà vô nhà được rồi. Thì mà phát đại nữa. Dạ. Thì phần đó con rút được con giúp nha. Giúp cho tao chừng ngày một chứ gì. Dạ. Tao móc lên cái tao làm trống trơn như ở đây nữa. Dạ, dạ. Tiếp cho tao một con một sức vậy đó, là dạ. Cho tao làm. Dạ. Tao móc gốc, tao lấy cúc đó, tao móc gốc đó, làm trống trơn đây. Thì sợ để u tù quá cái gắn gít rồi nó bò. Dạ. Không mưa nó bò ớn thế. Dạ. Cái đó ba thằng làm chút nè. Dạ. Nó nhẹ té nè. Trời ơi sức tụi bay. Cái đó làm ngày đâu trời. Có dạ, chút nè. Dạ, ăn bụi rồi hết rồi. Làm bụi một nè. Dạ. Không biết. Cái phần đó thì để con làm nó cho. Làm bụi một rồi. Chứ để đó nguy hiểm vậy á. Cái trộm đang vậy ơi. Người ta trộm ta dình ngó đó là rắn giết nhiều lắm. Bây giờ là mai con sẽ phát hết cho đó luôn. Ừ. Phát thì cho sức tụi bay. Phát hơn. Dạ. Còn tao bây giờ cầm rửa không nổi, mà đi chân giò không nổi, sợ gai nó đâm. Mày yếu quá hả? Yếu chứ. Từ từ nó yếu, già gần 90 còn rách gì nữa. Dạ. Nó yếu. Dạ. Nó còn con người nghe nói 90, con người tao sống hơn thế nửa thế kỷ rồi chứ. Đâu phải đâu, như tụi bay mới có 3 mấy tuổi, tụi bay mới có 3 mấy tuổi, rồi tao hơn nửa thế kỷ rồi. Dạ, sống cũng nhiều á. Cây cũng gần tàn. Cũng chạy qua chắc là nhiều rồi ha ông mày ha. Ờ. 90 tuổi cũng chạy qua rất nhiều, khó gian khổ trong cuộc sống ông mày ha. Cây đắng ha, chạy qua chắc là nhiều. Chạy khổ hơn tụi bay. Tụi bay bây giờ chiến hòa bình sướng hơn. Tao sống trong chiến tranh, trời ơi nó chạy giặt chạy đồ tôi chết bà cái tổ khổ quá trời đó. Giặt mình chạy sao mình ngại không trời nội không. Đạn mình chạy là mình chạy đâu, chạy thì phải tránh né vô lùm vô bụi chứ đâu. Dạ. Đạn bom nó bắn rồi máy bay nó bỏ quá trời. Mưa mà nó né chọn mày là sao ta? Ừ, sao kỳ á. Mày có gì có giá cái gì không mà mưa. Ghét thì sao? Không, trời không ghét thì sao? Ghét vậy sao chứ? Mưa không nổi. Lạc tiếng nè, con mưa ướt mình con sợ chết liền. Đó, mày mưa rõ ràng. Đó. Con từ đâu đây mưa dữ lắm mà hả? Anh người ta đang không mưa. Lạc tiếng. Bữa nay mày không có đi du lịch chơi hả? Tắm biển hả? Không. Ở đây ăn bậy ăn bậy. Này lên đó mày ơi. Đây nè coi. Đây đấy, này. Đây lên này. Đây nè. Dạ. Đây nè. Tao bỏ sao? Dạ. Ừ, đây nè. Ừ, nó. Thấy không? Lên tao còn tưởng không lên chứ. Đây đây lỗ đi. Rồi bên đó tao cũng bỏ rồi. Đây lên nè. Lên hả? Lên nè. Ừ vậy ha. Tao lên đó. Ừ. Dạ. Thì là cây dừa này là để lại ha. Ừ, để lại chứ. Wow, xả mặt tốt kia á. Ôi, xả mạnh, công nhận xả mạnh nè. Dạ, để mưa tới là rầm rầm luôn, mày bán được luôn á. Không biết đâu, mày đưa đó. Dạ, úi, nhanh vậy. Ừ, nó lên, ba bữa nó lên thì nó mạnh đó. Còn cái dưa con nó lên chưa? Dưa mày vài bữa nó lên đó. Dạ, giống dưa này hiếm lắm mày nhớ là cẩn thận nha. Để trồng lấy giống nha. Dạ, lấy giống nhiều lên. Để trồng lấy giống mà nửa bình thồng lạnh. Khá rồi bán bậy nữa, kiếm gạo đồ kiếm tiền ăn. Dạ. Cá rồi chứ. Dạ. Tao ở đây cũng như chủ nó chưa ra mặt chứ cũng như làm mướn cho ở giữ nhà giữ đất cho nó chứ. Dạ. Không phải của tao đâu. Dạ. Hên thì ở luôn còn xui. Dạ. Thì đi. Dạ. Chứ đâu phải của tao, tao ở đây cũng như giữ đất cho chủ đất này chứ không phải của tao đâu. Dạ. Nhưng mà chưa có biết mặt. Bữa hổm cũng có thằng là đất này đất của nó mua. Dạ. Ai biết đó. Mới đây hẳn mày. Lâu rồi cũng mấy tháng rồi mà. Quay. Bộ nó chạy lo giấy tờ cũng làm sao nha, mình không rành. Rồi tao ra mà đất của mày tao trả của mày chứ không phải tao giành giữ gì đâu.
rồi nữa có ấy cho tao chút đỉnh tao đi chứ không có gì đâu, mình nên tao dễ sống lắm. Dạ. Mình nói vậy là nó đi. Mà đất nữa này tùm lum lắm, chủ tùm lum hết trơn hả? Chắc có tụ tụ giàu vợ tranh lắm mày. Chứ phải rồi, cũng có nhiều người vậy đâu có phải. Vì hồi đó gừng rú không không ai dành nha. Mình nói giờ mà làm sạch sẽ cái người ta nói thế này thế nọ. Dạ. Bởi vậy đó mà có năm nữa nữa nó cũng phải có chính quyền lợi này kia chứ. Dạ. Đâu phải nó lợi nó ở không nó không hợp lệ nó cũng bị đuổi rồi. Dạ. Còn với tao người ta không nói bị gì, tao già tao ở cũng làm vậy. Còn như nó tranh giành đất sau này phát chính quyền phát hiện ra giả mạo cũng chính quyền cũng đủ đi, có thiệt sự giấy tờ đàng hoàng mới ở luôn nữa, giả bộ cũng bị đuổi. Một con nhịn là chính con làm anh bà ha. Phải rồi. Ừ, nếu mà căng quá thì tính theo không mày. Giờ này ông không dám làm gì đâu. Nói vậy chứ cũng đề phòng. Đề phòng mày nhá. Đề phòng là mày đề phòng thế nào? Mày nói cho cô chú anh chị nghe coi. Thì nó lợi mình tránh nó cho rồi, không ngồi tiếp xúc với nó làm gì. Rồi gì nữa không vậy? Ừ. Rồi mình đi ra làm lặt vặt ở chặt. Dạ. Mấy mày giường. Giờ mai ông có nói chuyện bậy bạ nó làm sao nữa? Nó không có nói gì đâu. Mày cho đề phòng đó. Ừ. Làm bậy khoảng tối á, khoảng 5 giờ rưỡi đi, ở đây tối rồi bậy vô phòng ơi, khóa cửa cái gì thôi. Thì mấy ông Hường có xuống thì bậy giảm nói lại, đừng có nói với ông nữa. Nếu mà ông hỏi câu nào mình nói câu đó thôi, nếu mà ông không hỏi thì phải nói ha. Nếu mà ông hỏi mình không nói là mệt á. Ông hỏi mình có nói một câu được rồi, hạn chế nói chuyện với người với ông nữa ha. Đấy vậy thôi. Đó, vì con bảy ơi chứ con thì con xa, con lâu lâu con tới hoài đâu. Con bảy ăn cơm mà. Ăn rồi, chiều ăn. Dạ, có một cái rửa dài. Nay con đi mượn cái rửa nó là 2 cây. 2 cây được rồi, 2 người được rồi, kìa mình con nữa là 3 người rồi. Phát gì chút đi. Dạ. Phát để cho đăng viết làm sao. Vậy là mình đề phòng cái đó ha. Nói vậy đi. Chứ mà một con báo con ăn chính quyền nó nhìn lớn chuyện lắm, không được đâu lên đâu. Phải rồi. Không có gì đáng đâu mày báo. Thì nào xảy ra. Đây dọa nó nói lâu rồi mà, nói hơn 6 tháng nay rồi mà đúng không? Lâu. Lâu rồi. Nói rõ đi. Mà tháng 7 sợ sao á, rung rung tay trong chân dữ. Thấy sáng tháng 7 tái mặt rồi rung tay trong chân, con cũng thấy sợ trong 7 à. Lo trong bậy. Bỏ chưa con qua đây nè, con qua liền nè. Mà chưa giờ này con có qua đâu, con đi chơi lễ mà. Con lo trong bậy quá tao, con người ngủ trưa đó, con nói ủa chị ông này có khi nào ông ở đây làm gì không ta? Chờ ăn cơm chưa xong con chạy qua liền luôn á. Dạ. Mà thấy mưa mà chạy hồi hết mưa. Sao ở trong chỗ này không mưa à? Sao mà mưa khúc ở trên mày không, ở dưới này không mưa. Thì quá. Ông bậy, không mưa. Ông mày không tin mà lá con chở tới chỗ con là mưa liền luôn á. Mưa to cực kỳ đó, mày ăn sạn mày đâu. Vậy hả? Dạ. Coi cái chuyện mưa tầm cả ở đây. Dạ. Rồi con đi coi bà con ở chỗ nhà hoang thế nào. Rồi tàu đẹp quá. Nếu mà giúp được thì cũng giúp lại. Chứ thấy gì cũng coi được. Con đi mua mì tôm mà trời cấp cho. Có vợ chồng con cái nữa. Có vợ chồng con cái nữa. Ồ. Không có trời ở kìa à. Quá khổ. Con kêu đi là ở nhà hoang bên kia thì mà nói nhà hoang kia vô lắm ở được. Nhà hoang mà vô sao chưa. Phải ở tỉnh cũng nhà hoang dữ lắm rồi. Vậy mà vô lắm vậy à. Chứ mà không có máy nữa sao ở thế nào. Vậy hả? Nhà hoang nó có máy đâu mà ở. Cái đó mua không ấy, mua bạc rồi tre bậy nó ở bậy. Con mới thấy hôm qua
Hôm qua con kiếm chú Hải đó mới thấy. Vậy đó hả? Thôi con đi nha. Ừ, dạ, thôi rồi. Ông, con đi nha. Ông bà nhớ đề phòng ngon người này nha. Ừ, rồi, rồi. Dạ, em nói chuyện cho ông lại xíu. À, thôi giờ. Vy xin kết thúc video đây nha. À, con Tuấn chị thấy Hương Vy thì cho Vy một lần đăng ký kênh nha. Bye bye, ăn bãi, bye.